Thưa quý vị, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vừa cho biết, Nga đã đề xuất bồi thường tài chính cho Ukraine để đổi lấy việc sử dụng bán đảo Crimea khi hai bên bắt đầu cuộc đối thoại hòa bình mà Minsk làm trung gian. Tuy nhiên, người phát ngôn điện Kremlin lên tiếng bác bỏ thông tin này. Mới đây, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Nga Russia 1, ông Lukashenko nói rằng trong các cuộc đàm phán do Minsk dàn xếp năm ngoái, hai bên đã thảo luận về việc cho Nga thuê bán đảo Crimea. Nhà lãnh đạo Belarus khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin cho ông xem dự thảo tài liệu mà trong đó các điều khoản được cả Moscow và Kiev chấp nhận. Ông Lukashenko gọi hiệp ước này là hợp đồng tốt. Ông Lukashenko nói, đó là một dự án tốt và họ đã bàn việc ngoại trưởng hai nước sẽ ký trước khi hai nguyên thủ ký và hoàn tất thủ tục. Đó là một quá trình tốt, nhưng Ukraine sau đó bỏ cuộc. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu hôm 14 tháng 6 để phản hồi phát biểu của ông Lukashenko rằng không, điều này không đúng. Crimea là một phần không thể tách rời của Liên bang Nga. Đó là một vùng của Nga. Belarus đóng vai trò trung gian giữa Nga và Ukraine trong nhiều năm, đứng ra tổ chức các cuộc đàm phán trong những năm 2014 và 2015, dẫn đến việc ký kết hai thỏa thuận Minsk, vạch ra lộ trình để Liên Hợp Quốc ủng hộ để Kiev hòa giải với vùng Donbass. Sau khi Nga mở cuộc xung đột ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, nhiều cuộc đàm phán hòa bình được tổ chức ở Belarus, sau đó chuyển sang Istanbul, vòng đàm phán tại thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đến một thỏa thuận sơ bộ mà trong đó Kiev cam kết trở thành một quốc gia trung lập để đổi lấy việc được đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, Ukraine sau đó thay đổi. Moscow cho rằng Kiev quay xe vì nghe theo lời Mỹ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Lukashenko nói rằng các thỏa thuận Minsk đã được ký với ý định không tốt của Kiev và các nước hậu thuẫn vì Ukraine dùng những thỏa thuận này để câu giờ nhằm tích lũy thêm sức mạnh quân sự ông Lukashenko cho rằng tình trạng thiếu lòng tin gây trở ngại cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Ông Lukashenko nói về Ukraine và các nước hậu thuẫn. Nếu chúng ta đồng ý với một tiến trình hòa bình, chiến tranh sẽ dừng lại, không có chuyển động, không có xe tăng, không có quân đội. Nếu bất cứ binh lính nào được triển khai lại, tôi tin rằng chúng tôi nên sử dụng vũ khí hạt nhân. Đó là cách duy nhất chúng tôi có thể nói chuyện với họ. Theo ông Jacques Watling, Học giả nghiên cứu cấp cao tại Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh cho rằng các lực lượng của Ukraine cần tiếp tục thiết lập các điều kiện để xuyên thủng phòng tuyến của quân đội Nga. Vào một thời điểm nào đó, Ukraine sẽ phải xác định nơi sẽ bố trí các lực lượng tấn công chính và cuộc tấn công sẽ bước vào giai đoạn quyết định. Ukraine đã dành nhiều tháng chuẩn bị cho cuộc phản công mang tính quyết định nhằm vào các lực lượng của Nga tại các khu vực giao tranh. Ban đầu nó được cho là cuộc phản công mùa xuân, nhưng các nhà phân tích phương Tây quan chức Nga và Ukraine đến nay mới khẳng định chiến dịch của Kiev đang diễn ra. Người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Kovalev thông báo với truyền thông ngày 13 tháng 6 rằng quân đội nước này đã giành lại 7 khu dân cư ở phía đông và phía nam Ukraine. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Washington cho biết Ukraine đã đạt được một số thành quả hạn chế về lãnh thổ vào 13 tháng 6 sau một vài ngày tiến công theo ít nhất 3 hướng. Trong khi đó, Nga cho biết cuộc phản công của Ukraine đã không thể giúp Kiev đạt được các mục tiêu và khiến nước này đối mặt với thương vong nặng nề. Giới chuyên gia cho rằng, cuộc phản công của Ukraine vẫn ở giai đoạn đầu. Theo nhà phân tích chiến lược Frederick Mertens thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Hague, cả hai bên đang thăm dò nhau và di chuyển lực lượng. Chuyên gia này dự đoán, Ukraine dường như đang tiến công ở mọi nơi, buộc Nga phải bố trí lực lượng ở một nơi nào đó. Chuyên gia này cũng giải thích rằng có thể Kiev hy vọng sẽ tận dụng sự linh động trong việc tiến hành tấn công tại các vị trí khác nhau. Nếu Ukraine tiến công tại một khu vực trên tiền tuyến, nước này có thể nhanh chóng tập trung lực lượng ở một vị trí khác. Giai đoạn đầu của cuộc phản công có đặc điểm là các cuộc tấn công thăm dò điểm yếu phòng thủ của đối phương và khi những điểm đó được tìm ra, Ukraine sẽ lợi dụng điều này nhanh nhất có thể. Paul Van Hoof, một nhà phân tích khác của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Hayek nói Trong những tuần tới, tác động của các vũ khí mới và việc huấn luyện cho quân đội Ukraine sẽ trở nên rõ ràng hơn. Theo ông Paul Van Hoof, quân đội Ukraine đã xuyên thủng một vài vị trí dọc tiền tuyến, tuyến, nhưng vẫn còn cách xa phòng tuyến chính của Nga. Trở lại với Belarus, Tổng thống nước này tuyên bố sẵn sàng tham gia cuộc xung đột ở Ukraine nếu trở thành mục tiêu bị tấn công. Trao đổi với kênh truyền hình Russia 1 hôm 14 tháng 6, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết đất nước của ông rất yên bình và đã trải qua đủ cuộc chiến tranh trong suốt lịch sử chúng tôi có đủ sức mạnh để đáp trả, Tổng thống Lukashenko tuyên bố, đồng thời cho biết ông sẽ không để 10 triệu người Belarus và 3 triệu người Nga đang sống ở nước này bị tấn công. Đó là 13 triệu người, tôi chịu trách nhiệm cho họ, nhà lãnh đạo Belarus tuyên bố. Khi được yêu cầu xác định ý nghĩa của từ gây hấn, ông Lukashenko nói rõ rằng làn danh đỏ chính của ông là một cuộc xâm chiếm toàn diện vào Belarus. Ông cũng tin rằng một cuộc tấn công như vậy có khả năng bắt nguồn từ Ba Lan, Ukraine hoặc bất kỳ quốc gia nào thuộc vùng Baltic. Lãnh đạo Belarus trước đó tuyên bố Việc các thành viên NATO có biên giới chung với Belarus duy trì một lượng quân quá lớn dường như cho thấy sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào nước này. Belarus có đường biên giới dài 1.250 km với các nước thành viên NATO là Latvia, Lithuania và Ba Lan. Tổng thống Belarus khẳng định ông chưa bao giờ được Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Trước đó, ông Lukashenko từng tuyên bố hai nước có lực lượng hiệp đồng quân sự, nhưng Moscow chưa bao giờ đề nghị Minsk tham gia cuộc giao tranh chống lại Ukraine. Belarus có chung đường biên giới dài 1.085 km với Ukraine và cách thủ đô Ukraine tại điểm gần nhất chưa đầy 100 km. Belarus cho phép Nga triển khai hàng chục nghìn binh sĩ diễn tập quân sự từ trước khi Moscow mở chiến dịch ở Ukraine. Chính quyền Tổng thống Lukashenko khẳng định, mục tiêu quan trọng nhất của Belarus là ngăn chặn xung đột lan sang lãnh thổ Belarus đồng thời bảo vệ người dân nước này khỏi nguy cơ bị tấn công từ các quốc gia không thân thiện trong khu vực. Tổng thống Lukashenko nói rằng ông đã yêu cầu Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật như một biện pháp gian đe. Ông cũng cảnh báo Belarus sẽ không ngần ngại sử dụng vũ khí này nếu bị tấn công. Ông Lukashenko nhấn mạnh, không ai muốn gây chiến với một quốc gia hạt nhân và tôi không muốn bất kỳ ai gây chiến với chúng tôi. Liệu có mối đe dọa nào như vậy không? Có, tôi phải chống lại mối đe dọa này, Ông Lukashenko cũng giải thích rằng việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở Belarus được thực hiện theo yêu cầu thiện chí của Belarus và không bị Nga áp đặt theo bất kỳ cách nào. Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Belarus ngày 25 tháng 5 đã ký thỏa thuận cho phép triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ nước láng giềng Belarus. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Moscow vẫn duy trì kiểm soát và quyền ra quyết định đối với những vũ khí này. Ông Shoigu cũng nhấn mạnh, thỏa thuận của Nga và Belarus tuân thủ tất cả các nghĩa vụ pháp lý quốc tế hiện hành. Defense Express, một bộ phận của hệ thống tên lửa PAN đã được di chuyển từ Krasnodar Krai đến Priyanskoplat, đơn vị di chuyển hệ thống tên lửa PAN thuộc Lữ đoàn Tên lửa và Pháo binh bờ biển số 11 thuộc Hạp đội Biển Đen của Nga. Hiện giới chức quân sự Nga chưa bình luận về các thông tin trên. PAN là hệ thống tên lửa bờ biển của Nga được trang bị tên lửa chống hạm KH-35. Hệ thống được thiết kế để kiểm soát vùng lãnh hải và vùng eo biển, bảo vệ các căn cứ hải quân và cơ sở hạ tầng ven biển đồng thời bảo vệ các khu vực ven biển có nguy cơ bị đối phương đổ bộ. Ngoài ra, BAN cũng được sử dụng cho các cuộc tấn công tên lửa trên đất liền. Hệ thống tên lửa bờ biển BAN sử dụng tên lửa KH-35 và KH-35U với tầm bắn lần lượt là 120 và 260 km. Theo nguồn dữ liệu mở, vào năm 2021, Nga đã hiện đại hóa KH-35U tăng tầm hoạt động của nó từ 260 km lên 500 km. Một đơn vị hỏa lực BAN bao gồm 4 bệ phóng mỗi bệ phóng mang 8 tên lửa, do đó một loạt đạn đầy đủ có thể lên tới 32 tên lửa. Bạn có thể nhắm mục tiêu dựa trên dữ liệu do radar của hệ thống cung cấp hoặc nhận được từ một máy bay không người lái. Tên lửa KH-35U có chiều dài khoảng 5m, sải cánh 1,33m, trọng lượng đầu đạn chỉ 145kg trên tổng trọng lượng phóng 670kg. KH-35U di chuyển với tốc độ cận âm, tầm bắn 260km, nó được dẫn hướng tới mục tiêu bằng radar chủ động.